Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình có mặt tại con đường 48 phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức ha. Nay mình sẽ chia sẻ và giới thiệu cho các bạn biết một cái quán bánh canh cá lóc. Bánh canh cá lóc, thấy cái tủ là thấy hấp dẫn rồi không? Một giá tô bánh canh cá lóc thì chỉ có 20.000 thôi. Ở đây có cái rau là rau đắng đó, nó tô dĩa của người sắp rất là đang ngấp nè. Ngoài ra mình có giò nữa. Các bạn nhìn thấy không, tủ đựng rất là sạch sẽ, là ngăn nắp nè. Giò đây. Anh bán bánh canh cá lóc này mình lấy ở ngoài người ta hay là ở nhà mình anh? Cá lóc này nè. Cá lóc mình lấy trong chợ đầu mối. Bánh canh cá lóc rồi anh. Cái này có bánh canh giò nữa hả? Sống là anh phải trụng lại một phần nước sôi nữa. Trụng để cho nó mềm thịt cá hả anh? Nóng, có người nó cho nó nóng nó không bị tăng. Em ăn rau sống ở đâu trụng nha? Dạ rau trụng, rau này là rau gì anh? Rau đắng. Rau đắng. Ồ. We'll be right back.
cá là 30.000 anh. Tùy theo. 35, 40. Đầu lớn đầu to đúng không anh ha? Ở đây đầu cá lóc là bao nhiêu tiền vậy? Đầu cá lóc 35. Bánh canh bột lọc nè. Hôm nay tại sao mình nấu bánh canh vô đây anh? Cho nó chín bánh canh à? Đây là một nấm ở đây cho nó chín. Có này bỏ mang về khách tự làm anh. Sống lấy đồ đấy rồi đấy. Đâu? Thấy không? Tủ để cá lóc nè, rất là sạch sẽ và gọn gàng nè. Phía bên tay trái mình là khách ngồi đang ngồi ăn này, cũng bàn ghế đơn sơ thôi, rất là tấp nập. Sắp xếp của nó là đẹp nè, cũng thu hút mình nè. Bên này cũng có đầu cá lóc nữa. Ngoài ra đây còn có giò nữa. Cá lóc nè. Đó, đã không?
loại, một phần bánh canh cá lóc, đây là một phần 20 ngàn, rồi gồm có một miếng cá lóc nè, và rau đắng bên chai nè, và hai cái dĩa. Cái dĩa này các bạn biết làm gì không? Thứ nhất là mình để cá lóc ra ngoài cái dĩa cho mình chế nước mắm lên, và một cái dĩa là mình đựng xương ha. Đó, nhìn hấp dẫn không, nóng hổi luôn. Ở đây mình sẽ bỏ miếng cá lóc vào ra dĩa. Ôi nóng chưa, ra dĩa đây. Rồi mình rắc một tí ớt sắc lên. Đó, để nó, mình đổ nước mắm lên đây để cho nó mặn á, mình ăn cho nó dễ hơn. Như vậy là mình ăn thôi. Đây là bánh canh bên cạnh, trộn lên. À, đặc biệt là có thêm rau cải đắng nữa. Rau đắng thì theo mình thấy thì bánh canh thì mai mà có rau cải đắng, nhưng mà ở đây lại có nha. Nó một phần mình cho đầy đủ nè, bánh canh đây. Cá lóc thì mình mới vớt ra dĩa đây để mình ăn. Này để mình ăn, mình đánh giá cho mọi người biết ha. Cá lóc ở đây này, ngon, mềm. Bánh canh lại bánh bột lọc này rất ngon nè, nước thì nóng nè, không có sệt, cũng không có đặc như những quán khác. Đây mình thích ăn á. Đây là chủ quán bánh canh cá lóc trên đường 48 phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức đây. Em chào anh, quán này mình bán bao lâu rồi anh ha? Bán được khoảng 4 năm. 4 năm mà ngay tại một điểm này luôn hay sao anh? Ngay tại một điểm mà thì cái giờ bán của mình là mấy giờ anh ha? 1:30 chưa bán, mình bán khi nào hết thì thôi anh. Hết rồi, 9:30. 9:30. Thì anh, tại sao cái cơ duyên nào mà khiến vợ chồng anh bán cái bánh canh cá lóc này? Tại vì về quê ở Đồng Nai thấy người ta bán nhiều quá. Dạ. Ý anh mà anh thấy ở đây bánh canh người ta đa số sử dụng cái rau không phải là rau như anh chị. Thì sao mình chọn cái rau đắng vậy hay vậy anh? Thường thường cá lóc thì ta rau đắng giống như cháo cá lóc ta mang rau đắng. À, một phần ở mình là bao nhiêu tiền anh? 20 ngàn. 20 ngàn. 30 cũng có. Còn đầy đủ có giò luôn à, bao nhiêu anh? 30. Lấy tô, dạ. Đầu cá. Đầu cá. Có sống. Chục lấy chút thôi.